Hôm nay ngày 25 tháng 11 năm 2020 mình có về Communicator Thế Minh Nhật, có về một em Yamaha, Thủy Yamaha MD580 200 ngựa nha. Anh em nhớ đăng ký kênh để xem sao nhiều clip khác đấy. Anh em máy mới về mình tép nổ cho anh em tham khảo nè. Và xin gửi lên cảm ơn chân thành tất cả anh em từ mọi vùng miền đã ủng hộ từ mấy năm nay, đón xem và góp ý kiến, cho mình ý kiến. Và đây là một em Yamaha MD580 200 mã lực, 2850 tua. Mình tép thử. Ở trong em này là tắc lẻ tư nha. Có tông một tắc lẻ tư 200 ngựa 2850 tua, hộp số 3 tua lẻ 5. Rất đẹp.